phân biệt cho anh em dòng bit G6 nay và bit G6 chuẩn xưa nha anh em nha. Thì đây anh em xem, hai chiếc này thì cầm thì nó có vẻ như tương tự như nhau anh em. Đó thì con bên trái này, màu xanh này là con bit nay đã được cắt tay, và bên phải đây con màu vàng là bit chuẩn xưa anh em. Và điểm khác nhau cơ bản nhất đó là cái van tăng giảm. Chữ này thì nó dường như nó giống nhau anh em. Thấy cái van tăng giảm là anh em biết chuẩn xưa, và dòng xưa chúng ta có thể bơm ga được vào cái chỗ van tăng giảm. Tuy nhiên thì anh em sở hữu bit này thì em cũng có thể hỗ trợ bơm ga cho anh em nha. Và con này là chủ đề là đồng hồ được khắc tay. Tiếp theo nữa là em có các mẫu nè, như con này là Trương Phi hổ mang nha anh em, Trương Phi đánh rắn á, trong chuyện Tam Quốc diễn nghĩa đó anh em. Đó, anh em xem màu trắng thì con này cũng khá là hiếm nha. Tiếp theo nữa là Thái Ất Chân Nhân nè. Thì những con này anh em thấy bóng bóng là em đang bao nó bởi một cái lớp ni lông ha, để bảo quản như nó. Để cho nên là nó anh em lột ra nhìn nó sẽ còn sắc nét hơn nữa. Và con này là thần voi. Với những cái con màu trắng thì khá hiếm, riêng con thần voi này anh em thấy nó rất là nhiều màu, và mỗi con này chỉ một con duy nhất thôi nha anh em nha. Cho nên anh em sưu tầm rất là hay luôn. Tiếp theo nữa là một con rồng nè. Để em sẽ tháo một cái ni lông cho anh em xem. Còn những cái con kia thì anh em sưu tầm về mình tự tháo cho nó hay ha. Em chỉ tháo một con này thôi. Đó. Cái này về thì anh em cứ khơi khơi nhẹ nhẹ như thế này thôi. Còn chúng ta tháo cái lớp ni lông bảo vệ ra. Nói chung là ép cho nó không có trầy thôi, chứ nó không có gì anh em. Và nếu mà tháo lớp ni lông anh em thích thì chúng ta thể đem ra dán keo xe đó anh em, để mình dán lại bảo vệ. Còn không thì hình này cũng bao bông tróc trong vĩnh viễn anh em, không bao giờ bông tróc nha anh em. Rồi thích mẫu nào thì nhanh chóng liên hệ với em Sam để sở hữu nha. Mỗi mẫu chỉ có một con duy nhất thôi nha anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem hết clip.